xin kính chào toàn thể các bác. Tiếp tục em giới thiệu với các bác là hai cái mẫu vỏ loa xúc. Một bên là xúc kép mặt mẫu E218 đến từ thương hiệu EGLE, do bên em nghiên cứu và tái phát triển dựa trên khuôn thùng bãi và đèn thùng mới nhá. Quay tối thì các bác thông cảm. Tầm này Hưng Yên khá là muộn rồi. Và một bên đây nữa là thùng mẫu 5202. Mẫu bên em từ trước đến giờ là vẫn có bán với toàn thể các bác, thì hôm nay là về thêm hàng. Cái này thì hàng em đặt nhá, đặt tại xưởng. Đấy. Đặt hàng bên xưởng làm nó rất là kỹ luôn. Cái này thì là cao cấp. Đấy. Gỗ là tất cả là gỗ cao cấp hết, gỗ ván ép. Gỗ này thực tế nó còn cao cấp hơn cái gỗ trên cái thùng này. Cao hơn một tí, đúng một level thôi. Đấy. Đây nhá, sơn sần mịn. Đấy, sơn sần mịn có hạt to đấy. Đó, như thùng này thì em vẫn bán là 5 triệu rưỡi giá tại cửa hàng và 7 triệu rưỡi bao ship. Đây là cái hộp tay sách này, một thùng nó có 4 tay sách một bên, 8 tay sách hai bên, có hậu sắt đằng sau này. Đây là cái rắc để đấu. Đấy. Đây là các bác nhá, trên một cái thùng. Còn đây là cái thùng EGLE. Cái này thì là xúc kép mặt. Thì video này sẽ nói về hai cái mẫu này nó sẽ đánh trong phạm vi như thế nào. Về khối lượng thùng, chúng ta có thể tạm tính là khối lượng thùng như nhau. Nhưng cái này là xúc mặt thì là nó sẽ thiên về cái tiếng nó mềm và êm. Mềm, êm sâu, nghe dịu dàng. Nó không cục tính lắm, thì con này nó đánh khá là ok. Đấy, khá là ok nhá. Đấy. Còn như cái mẫu này thì nó đánh, nó thiên về cái tiếng cục tính và bạo lực. Nhưng con này đánh thì nó sẽ là mạnh hơn, uy lực hơn. Nhưng cái tiếng êm sâu thì con này nó không thể đáp ứng được. Con này nó sẽ có một điểm cộng hơn. Đấy các bác nhá. Thì đây em giới thiệu qua về hai cái. Giá của mẫu này là 5,8 triệu. Cả thùng, cả lưới sắt, có căng lưới sắt kia. Đấy. Có luôn cả bánh xe. Và như cái mẫu này là thùng không thôi, không có bánh xe, thì là 5,5 triệu giá tại cửa hàng. Đấy. Đây là giá của hai mẫu được các bác nhé. Các bác nào quan tâm như nào thì liên hệ trực tiếp. Và tiện thêm nữa là em về thêm là cái bát. Bát xúc mẫu 18 TNW 3000. Mẫu này thì nó đánh tiếng rất hay và được các bác săn đón tìm mua rất nhiều. Gần đây, mãi mới gần đây bắt đầu về thêm hàng. Hôm nay thì có một đơn của một bác khách ở bên khu vực Phú Xuyên, Hà Nội. Phú Xuyên hay là Thường Tín gì đó. Bác sang tận nhà giao lưu trực tiếp và đặt hàng. Cũng vừa về hàng xong, nếu mà bác khách ở lại lâu hơn nữa thì tốt quá. Nhưng mà bác khách hơi vội bởi vì ở Hà Nội mà xa lại còn đi qua phà nữa. Đêm tối là giao thông đi lại nó không được như ban ngày nên là các bác về hơi sớm. Hơi sớm. Cũng một phần là bảo em không giữ chân anh chị nữa, để anh chị nếu mà có muốn về sớm thì về, không phải là đuổi đâu. Bởi vì là thấy người khách đi từ xa đến thì cũng quý. Đây các bác nhá, thì là cái củ bát đây 18 tên là VK3000. Úi, rất là rực rỡ luôn. Đấy. Và 18 tên là VK3000. Thì đây là giới thiệu qua các bác như thế. Còn các bác nào thích thì vẫn alo cho em. Mẫu này em bán là 5,5 triệu giá bao ship nhé. 5,5 triệu bao ship. Sắp tới thì chắc cũng có khi giá lại lên đấy. Tầm này là thấy là giá là có vẻ là căng hơn trước rất là nhiều. 18 TNW 3000. Công suất chương trình là 1000. Công suất khởi chạy 1008. Công suất chương trình là 3600. Công suất pick là 10.000. 10.000 trên 8. Rất là ghê gớm luôn. Thùng đây nguyên đan nguyên kiện đây nhé. Bóc nguyên đan nguyên kiện. Các bạn nào quan tâm thì hãy trực tiếp nhá. Cái mẫu này thì giới thiệu nhiều, không phải bóc hẳn ra nữa. Các bạn nhìn cái viền này, nhìn cái khung xương này. Đấy, nhìn này là biết đúng không ạ? Ok, video tạm thời đến đây là kết thúc nhá. Các bạn nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bạn trong clip lần sau.